Văn Quan của xã Phú Đức, huyện Long Phú làm lễ của nghe của chú chị. Đây là bên đây là Văn Quan của xã Phú Đức, huyện Long Phú làm cái lễ xin. Đây là hôm nay ngày đầu tiên của chùa Văn Quan của xã Phú Đức, huyện Long Phú làm lễ khánh thành Si Ma ngôi chánh điện mới. Thì hôm nay mình đã có mặt tại đây ngày 11 tháng 2 2023. Thì đây mình ghi lại hình ảnh này cho cô chú anh chị xem ngày đầu tiên diễn ra cái lễ khánh thành Si Ma của bà con đồng bào Khmer tại chùa Phú Văn Quan của xã Phú Đức. Đây, bà con này là nhân cúng lễ hội và người ta sẽ đến đây để dùng bữa cơm cùng với bổn chùa nghe của chú anh chị. Đây là bên đây là nhà bếp của bổn chùa, thì bà con mình sẽ đến đây qua dân cúng xong thì sẽ qua dùng cơm. Đây là hình ảnh ngày hôm nay. Thế bây giờ mình đi vào với bên trong chánh điện để mình xem cái chánh điện như thế nào nghe các chú anh chị. Hiện bây giờ thì có phong tục của người Khmer thì trong chánh điện có những cái học để cho bà con mình đến để cúng dường á, thì người ta sẽ cúng đó tạo phước cho đời sau. Đó là cái phong tục của người Khmer như vậy. Đấy, bây giờ Thanh sẽ mời quý chú anh chị vào bên trong nha. Đây là những cái học chúng ta sẽ cúng đi xuống nè. Bà con mình đến để mà dâng hương lễ Phật, trước tiên là dâng hương lễ Phật, sau đó mình cúng để tạo cái phước cho đời sau.
là cái phong tục như vậy, hay là những cái học thôi thôi. Làm cái lễ Sima cách giới nha. Sau khi mà khánh thành xong rồi mấy này ta cũng để gì luôn, ta lắp lại. Cũng như là tiền này của Phật tử đến để mà cúng cho chùa, như người ta góp để góp bằng để mà cúng cho chùa phải không? Rồi. Cảm ơn Hiên nhiều nha. Đấy, bây giờ mình đi vòng một vòng ở bên ngoài cái khu viện của chùa Băng Con. Hiện giờ là buổi trưa thì bà con Phật tử ở các nơi cũng dẫn tổ về mình cúng chùa. Mình ngủ âm này có chú chị, đây là nhạc ngủ âm của người mà nha. Thank you.
Sa thọ,
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.